Cụ thể, U23 Việt Nam chỉ mang duy nhất một cầu thủ quá tuổi đến Hàng Châu, đó là thủ môn Đỗ Sĩ Huy, sinh năm 1998. Thế nhưng trong suốt cả 3 trận đấu, thủ thành này lại không được ra sân dù chỉ một phút. Thay vào đó, người bắt chính cả 3 trận là thủ môn Quan Văn Chuẩn. Điều này khiến dư luận không khỏi thắc mắc về cách lựa chọn nhân sự của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Và mới đây, chiến lược gia này đã phải lên tiếng giải thích về trường hợp của Đỗ Sĩ Huy. Theo đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết vào thời điểm nộp danh sách sơ bộ lên ban tổ chức ASEAN 2023 cách đây 4 tháng, Quan Văn Chuẩn không có cơ hội thi đấu tại câu lạc bộ Hà Nội. Bởi thế, ông đã lựa chọn tăng cường thủ môn Đỗ Sĩ Huy, khi ấy đang bắt chính tại câu lạc bộ Công an Hà Nội, 2 trận. Tuy nhiên sau đó, mọi chuyện thay đổi chóng mặt khi câu lạc bộ Công an Hà Nội đưa về Philip Nguyễn, còn Đỗ Sĩ Huy cũng mất vị trí và không được ra sân thêm trận nào nữa. Đáng nói, sau khi V-League 2023 khép lại vào ngày 27 tháng 8, Đỗ Sĩ Huy được cho câu lạc bộ cho nghỉ ngơi và không tập luyện ngày nào. Trước khi sang Hàng Châu, thủ môn này cũng chỉ có 2 buổi tập cùng U23 Việt Nam tại Hà Nội và 1 buổi tập tại Trung Quốc. Quan trọng nhất, khi trao đổi với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, chính bản thân Đỗ Sĩ Huy cũng không sẵn sàng ra sân khi 4 tháng vừa qua không bắt trận nào. Cuối cùng, Quan Văn Chuẩn mới là cái tên được lựa chọn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiết lộ cũng đã được Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phải hỏi về trường hợp của Đỗ Sĩ Huy. Câu chuyện của Đỗ Sĩ Huy phần nào phản ánh khó khăn mà các cầu thủ U23 Việt Nam dự ASEAN 2023 gặp phải. Đó là việc phần đông các cầu thủ đều chưa có nhiều cơ hội ra sân tại V-League để tích lũy kinh nghiệm. Không phải ai cũng có 2 mùa liên tiếp được đá chính tại V-League như Đinh Xuân Tiến, Sông Lam Nghệ An 33 trận, Bùi Vĩ Hào, Bình Dương 38 trận, hay dần tìm được cơ hội ở mùa giải vừa qua như Nguyễn Thái Sơn, câu lạc bộ Thanh Hóa 15 trận, Khuất Văn Khang, Viettel 8 trận. Với Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ nhận danh hiệu xuất sắc nhất giải hạng nhất 2023, ra sân 14 trận, ghi 8 bàn, mọi thứ cũng được dự báo sẽ không dễ dàng ở mùa giải sau khi câu lạc bộ Quảng Nam của cầu thủ này thăng hạng. Không phải ngẫu nhiên mà VFF quyết định tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ tham dự ASEAN. Lãnh đạo VFF đã vạch ra chiến lược rõ ràng với mong muốn trao cơ hội thử sức, qua đó tăng cường cơ hội thi đấu để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm. Trước mắt, chính lứa cầu thủ này sẽ là những nhân tố chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 33 và vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra vào năm 2025, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhấn mạnh trong ngày bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Trong khi đó, huấn luyện viên Chu Xie từng chia sẻ khi được hỏi về mục tiêu giúp đội tuyển Việt Nam giành vé dự World Cup 2026, tôi nghĩ có hai điều cần điều chỉnh. Một là gia tăng tính cạnh tranh, làm sao để các cầu thủ có thể chơi 40 đến 50 trận đấu một năm, mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có thể thi đấu liên tục trong vòng 10 tháng. Tiếp nữa, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có cơ hội để thi đấu giao hữu với các đội bóng trong top 60 thế giới. Huấn luyện viên Chu Xie muốn V-League bớt đi những quãng nghỉ dài, đồng thời các cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn so với hiện tại. Thống kê cho thấy, độ tuổi trung bình của U23 Việt Nam chỉ là 20,3, trẻ nhất trong số 4 đội Đông Nam Á dự giải. Trong số này, có 17/22 cầu thủ chưa bước qua tuổi 21. Cầu thủ trẻ nhất là trung vệ Lê Nguyên Hoàng mới chỉ 18 tuổi, còn thủ Đỗ Sĩ Huy là cái tên duy nhất thuộc diện quá tuổi, sinh năm 1998. Như vậy, thay vì tham dự đội hình với quy định U24+3 của ban tổ chức, cầu thủ sinh từ năm 1999 đổ lại và thêm 3 người quá tuổi, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã mang sang đội hình U21+5. Huấn luyện viên Chu Xie cũng đã nhiều lần khẳng định lứa cầu thủ U20, U23 và đội tuyển quốc gia hiện tại chính là nóng cốt để xây dựng lực lượng cho mục tiêu World Cup. Tuy nhiên, việc các cầu thủ ít có kinh nghiệm thực chiến chính là điều khiến ông tâm tư. Sẽ không dễ để các cầu thủ trẻ cạnh tranh vị trí ra sân tại V-League. Việc chấp nhận rời câu lạc bộ để đi thi đấu theo dạng cho mượn ở các đội bóng khác sẽ là một phương án khả thi hơn. Sẽ không dễ để cầu thủ trẻ có cơ hội ra sân và trở thành trụ cột tại V-League. Bởi sự thành công của lứa đàn anh đi trước phần nào khiến các đàn em không dễ để chen chân vào đội 1. Ở câu lạc bộ Hà Nội, nếu Duy Mạnh, Thành Trung vẫn xuất sắc, liệu cơ hội có đến với Đức Anh? Hay khi Tấn Trường, Văn Hoàng vẫn giữ vững phong độ, đến khi nào Quan Văn Chuẩn mới có được xuất bát chính? Hay tại Hoàng Anh Gia Lai, chỉ sau khi những đàn anh Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy rời đi, Quốc Việt, Đức Việt mới dần có cơ hội ra sân nhiều hơn? Không thể trách các đàn anh, bởi sự cạnh tranh này là quy luật tất yếu của bóng đá. Khi đang có một bộ khung tốt trong tay, huấn luyện viên các câu lạc bộ rõ ràng chẳng dại gì phải thay đổi. Những thiếu sót tại ASEAN 2023 sẽ là bài học bổ ích cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Chắc chắn vẫn sẽ có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh thất bại của U23 Việt Nam tại ASEAN 2023. Nhưng suy cho cùng, việc VFF, huấn luyện viên Chu Xie và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trao cơ hội TH.